đêm đó bị gáo giết tất cả mấy người? 6 người. 6 người. Do bị cáo giết hay là ai? Do bị cáo đâm. Những cái nội dung về những cái hành vi mà bị cáo thực hiện đâm từng người như là nội dung cáo trạng nêu vậy đúng không? Dạ đúng. Bị cáo trình bày cái quan hệ giữa bị cáo và Lê Thị Ánh Linh đó như thế nào? Bị cáo với Lê Thị Ánh Linh có quan hệ tình cảm. Tình cảm? Tình cảm là yêu thương nhau đó phải không? Dạ đúng. Tình cảm trai với gái phải không? Dạ đúng. Từ lúc nào? Từ lúc tháng 10, 2013. 2013. Rồi diễn biến như thế nào? Thì đến tháng 3, 2015 thì Linh chấm dứt quan hệ tình cảm với bị cáo. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân do gia đình Linh ngăn cấm. Bị cáo cho rằng là do gia đình giữa bị cáo với Linh có gì xích mích không? Dạ không. Rồi giữa hai bên có giải quyết cái việc tình cảm hay sao? Thì bị cáo chia tay Linh thì bị cáo nảy sinh ý định giết gia đình của Linh. Nghĩa là tháng 10, 2013 là giữa hai người quen nhau phải không? Đúng. Đến lúc nào hai người mới chia tay nhau? Đến giữa tháng 3, 2015. Tháng 3, 2015. Dạ. Rồi bị cáo mới suy nghĩ ra ý định vậy? Đúng rồi. Khi chia tay thì giữa hai người có cái gặp nhau để mà nói chuyện về cái chuyện mà chấm dứt tình cảm với nhau hay là như thế nào? Giữa bị cáo với Linh? Thời gian đó bị cáo sống chung với Linh ở Thủ Dầu Một. Từ khi chia tay thì giữa hai người có gặp mặt để mà nói chuyện sòng phẳng với nhau không? Lý do vì sao chia tay không? Thì khi chia tay thì bị cáo về Hóc Môn ở. Từ đó không gặp mặt Linh nữa.